Chào các bác nhá, hôm nay lại có mặt tại vườn này. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ các bác những cái chậu hoa bên em cũng như cây cảnh các bác nhá. Đấy, trước màn hình của em đó là một cái cây hoa giấy các bác. Đấy, giấy đổi màu các bác nhá, rất là to và đẹp luôn. Đấy, bác nào mà sưu tầm hoa giấy thì các bác gọi điện trực tiếp cho em theo số là 0977842981 các bác nhá. Đó, một cây hoa giấy này, giấy đổi màu các bác ạ. Em sẽ chia sẻ cái cây này với giá bằng 250k một cây các bác nhá, 250 một cây. Giấy đổi màu này. Đó, me các bác này, đây là me bonsai các bác nhá. Me bonsai các bác trồng thì vừa lấy quả vừa làm cảnh bonsai các bác nhá. Đấy, ngoài ra nhà em đây các bác ơi, đây là những cây cóc này, cây cóc khủng bên em là cóc ăn trái các bác nhá, cóc này. Các bác có thể là trồng làm bonsai với lại mình lấy quả các bác nhá. Đây là cóc Thái này. Đấy, cóc Thái nhá, phải nói là cái dòng này là siêu quả các bác ạ, quả hái quanh năm các bác nhá, có những cây gốc rất là to các bác này. Đấy. Em chia sẻ bằng 450k một cây cóc Thái to các bác ạ, 450 một cây cóc Thái nhá. Đấy, ngoài ra bên em có roi này, roi đỏ Ấn Độ này, roi xanh này, roi đường các bác ạ. Đấy, các bác sưu tầm thì các bác gọi điện trực tiếp cho em nhá. Này, bơ này các bác ơi, bơ này. Đấy, bơ sáp các bác nhá, bơ sáp này. Đấy, rất là nhiều giống cây ăn quả luôn các bác ạ. Nhiều giống cây ăn quả nhá. Ngoài ra có mít Thái, mít tố nữ này. Đó, mít ta dai các bác nhá, đồng tiền này đang nụ hoa rất là nhiều luôn. Đấy, rất là nhiều các bác nhá. Nên các bác mà muốn sưu tầm thì các bác cứ gọi điện trực tiếp cho em ạ. Đấy, ngoài ra thì em sẽ chia sẻ các bác thêm những cái cây chanh các bác nhá. Đây, đây là cái dòng chanh Mỹ bên em các bác này, chanh vàng Mỹ này. Đấy, đang nụ hoa các bác nhá, đều đang có nụ hoa luôn. Nên các bác mà cứ sưu tầm những cây chanh vàng Mỹ này các bác này. Đây. Đấy, chanh này nó gọi chanh lá biên, chanh Mỹ. Đấy, và cái dòng này thì quả quanh năm các bác cứ trồng một cây là hái một đời luôn. Đấy, em chia sẻ cái cây chanh vàng Mỹ này với giá bằng 300k cho một cây các bác nhá. 300k cho một cây. Đấy, các bác đặt hàng thì gọi điện trực tiếp cho em ạ. Đấy, lan tỏi các bác ơi, lan tỏi này. Đấy, là một dòng lan chùm, các bác có thể trồng ban công, hiên hoặc là sân thượng đều được nhá. Em sẽ chia sẻ những cái cây lan tỏi rất là đẹp các bác ơi. Đó, 200k cho một chậu lan tỏi các bác nhé. Lan tỏi này, ngoài ra thì nhà em có nguyệt quế này, ngọc lan các bác này. Đây, ngọc lan thì nhà em có cả ngọc lan vàng và ngọc lan trắng nhá. Đây các bác ơi, đang đi nụ này. Đó, cây toàn bộ 100% là đang nụ các bác nhé. Đây là cây ngọc lan các bác ạ. Đấy, đây là ngọc lan trắng các bác này. Phải nói là hương thơm của ngọc lan thì nó rất là thơm các bác nhé. Đây là ngọc lan trắng. Ngọc lan trắng và ngọc lan vàng các bác nhé. Bên em đều đang có nụ các bác ạ. Đây. Đấy, cây 100% là đang có nụ các bác nhé. Đối với những cái cây ngọc lan to như thế này thì các bác sưu tầm thì gọi điện trực tiếp cho em, chỉ có 300k một cây các bác ạ. 300k cho một cây ngọc lan các bác nhé. Bên em thì có cả ngọc lan vàng ạ. Ngọc lan vàng là đây, ngọc lan vàng thì cũng đang có nụ thế này các bác nhé. Ngọc lan vàng thì em chia sẻ bằng 350k cho một cây ngọc lan vàng các bác ạ. Đây là ngọc lan vàng này. Đấy, cây này thực ra là hôm trước có những bác lấy ấy, 2-3 cây các bác ơi, 2-3 cây. Dòng này nó rất là thơm các bác nhé. Đây là ngọc lan ạ. Các bác sưu tầm thì các bác gọi điện trực tiếp cho em các bác nhé. Đấy, ngoài ra thì bên em có giống lựu đỏ Ấn Độ này. Các bác nhìn cây này to lắm các bác ơi. Đây, đang bắt đầu quả nhá. Đấy, cái dòng này thì quả quanh năm các bác ạ. Đây, quả này. Các bác thấy chưa? Thấy chưa? Em chia sẻ với giá bằng 200k cho một cây lựu đỏ các bác nhé. Đây là cái giống lựu đỏ Ấn Độ các bác ạ. Đấy, mình vừa trồng làm bonsai và vừa lấy quả các bác nhé. Đấy, bắt đầu cho quả rồi các bác này. Đấy, cây rất là đẹp luôn các bác ạ. Đấy. Đó, 200k cho một cây lựu Ấn Độ các bác nhé. Dòng này mọng nước rất là ngon và ngọt luôn và bổ dưỡng cho sức khỏe các bác nhé. Đấy, ngoài ra thì bên em có chuối sẻ quạt các bác này. Đây là cái dòng chuối cảnh bonsai đấy các bác ạ. Đấy, đối với một cây chuối sẻ quạt như hình này em chia sẻ bằng 250k cho một cây các bác ạ. Đây là chuối sẻ quạt nhá. Đấy, trà các bác này, trà này. Đấy, vua chơi lan, quan chơi trà này. Đấy, bác nào mà sưu tầm những cây trà VIP này các bác lại gọi điện trực tiếp cho em. Đây là cái màu đây là màu hồng thâm bát diện các bác nhá. Hồng thâm này. Đấy, bác nào sưu tầm cái cây hồng thâm bát diện này các bác chốt cho em này. Những cây to lắm các bác ạ. Đây là cây to. Cây to em chia sẻ với giá bằng 500k một cây các bác nhá. Siêu to và siêu nụ các bác ạ. Đây này, đây là cái dòng khế các bác này, khế này. Khế thì bên em có khế chua và khế ngọt các bác ạ. Đây là trước màn hình của em đó là một cây khế ngọt các bác nhá. Và em có cả khế chua các bác, khế ngọt này, sẵn quả nhá. Các bác có thể là chơi bonsai. Đấy, thực ra khế bây giờ các bác sưu tầm rất là nhiều. Với một cây khế như hình em chia sẻ bằng 300k một cây khế các bác ạ, 300k một cây khế nhá. Đấy, 300k cho một cây. Còn đối với những cây bên này thì em sẽ chia sẻ bằng 200k cho một cây các bác nhá. Khế này, 200k cho một cây này.
cũng đều đang có nụ và quả như thế này các bác nhé. Cây nào cũng có nụ và quả. Đấy, đây là khế chua các bác nhé. Khế chua này, có cả khế ngọt các bác nhé. Đây, khế ngọt này. Đều nụ và quả luôn các bác nhé. Đấy, tán rất là đẹp này. Xài nụ lắm các bác ơi. Đấy, 200k cho một cây các bác nhé. 200k cho một cây. Đấy, các bác, anh chị, các cô đặt hàng thì gọi điện trực tiếp cho em nhé. Còn đây, đối với những cây to, gốc to hơn thì nó sẽ đắt hơn các bác ạ. Nên các bác, anh chị, các cô mình mà sưu tầm thì các bác gọi điện trực tiếp cho em nhé. Đấy. Rất là nhiều những cây cảnh luôn các bác ạ. Rất là nhiều những cây cảnh này. Đây là cái cây đuổi mũi các bác. Đây là cái cây đuổi mũi. Nói là hoa rất là thơm các bác nhé. Hoa rất là thơm luôn. Anh chia sẻ với giá bằng 200k cho một cây các bác nhé. Đây là cây đuổi mũi các bác này. Đó, ngoài ra thì bên em có cúc chi rủ vàng các bác ạ. Đây này. Khách thì đến tận nhà lấy luôn. Nói chung là nhà em ngày nào cũng rất là nhộn nhịp các bác nhé. Đấy, cúc chi rủ vàng này. Các bác nhìn một bụi này. Chi chít là hoa luôn các bác ạ. Chi chít là hoa luôn. Đó, bác nào mà sưu tầm được thì em chia sẻ với giá bằng 150k một chậu các bác nhé. Đây, có cả chậu nhỏ các bác ạ. Có cả chậu nhỏ. Đấy, đối với chậu to này em chia sẻ bằng 150 một chậu các bác ạ. Đây, đối với những cái chậu nhỏ như hình em sẽ chia sẻ bằng 120k cho 3 chậu các bác nhé. 120k cho 3 chậu. Đấy, một túi này của em là 3 chậu các bác này. Đấy. Các bác sưu tầm thì cứ gọi điện trực tiếp cho em các bác ạ. Đây là cái cây lồng đèn các bác này. Đây là hoa lồng đèn các bác nhé. Rất là đẹp luôn các bác ạ. Bác nào sưu tầm hoa lồng đèn các bác chốt này. Em để bằng 280k cho một chậu các bác nhé. Đây là cái giống hoa lồng đèn các bác ạ. Đây, cẩm tú cầu các bác này. Đấy, mai tứ quý này cả nhà mình ơi. Cà chua này. Ôi dồi, bên em nhiều, rất là nhiều luôn. Nên anh chị các cô mình mà muốn sưu tầm thì gọi điện trực tiếp cho em các bác nhé. Đó, ngoài ra bên em có lộc vừng các bác ạ. Đây là cái giống lộc vừng hồng các bác nhé. Lộc vừng hồng ạ. Rất là to, cây bonsai. Các bác nào sưu tầm những cây lộc vừng to, các bác gọi điện trực tiếp cho em. Tại vì cây này nó khá là đắt các bác nhé. Nó khá là đắt ạ. Đấy, ngoài ra bên có hồng cổ các bác này. Hồng cổ này. Đấy, những cây hồng cổ này nó rất là đẹp luôn các bác ơi. Đây này. Đấy. Rất là to và đẹp các bác nhé. Cây này, cây thoát thân này nó rất là đẹp luôn. Đấy, bác nào sưu tầm những cây hồng cổ to đẹp, các bác lại gọi điện trực tiếp cho em các bác ạ. Đấy, ngoài ra thì bên em có nguyệt quế chùm các bác này, nguyệt quế này, nguyệt quế leo các bác nhé. Đây là giống nguyệt quế leo. Nói chung là rất là nhiều những cây bonsai các bác nhé. Đây là nguyệt quế leo các bác ạ. Đấy, một bụi của nó siêu to như thế này các bác ạ. Đấy, các bác có về có thể cắt là làm tán tròn các bác nhé. Đây là cái giống nguyệt quế leo này. Đó, em chia sẻ với giá bằng 250k một chậu các bác nhé, nguyệt quế leo ạ. Đấy, rất là đẹp luôn các bác ơi, nhìn bụi của nó này. To xum là nụ chi chít luôn các bác nhé. Đây các bác ơi. Nguyệt quế leo nhé, các bác nào chốt nguyệt quế leo thì lại gọi điện trực tiếp cho em với giá bằng 250k một chậu như hình này các bác nhé. Đấy, còn đây là nguyệt quế này các bác này, nguyệt quế cây thoát thân này. Những cây trụ chậu rất là to các bác nhé. Nói chung là các bác chơi bonsai các bác sưu tầm những cây thoát thân khủng này. Đấy. Đây là cái giống thoát thân các bác nhé. Đây là nguyệt quế thân này. Thân gỗ các bác ạ, đây là cây thoát thân khủng. Đấy. Bác nào mà sưu tầm thì lại gọi điện trực tiếp cho em, có cả to và nhỏ các bác nhé. Có cả cây to và cây nhỏ. Đây, cây nhỏ này. Đấy, đối với cây nhỏ này em chia sẻ bằng 250k một cây các bác nhé. Tán sum lắm, đẹp lắm. Đấy, 250 cho một cây các bác nhé. Đấy, bác nào trồng trà này, đây là trà xanh Thái Nguyên các bác ạ. Đây, trà xanh Thái Nguyên nhé. Các bác trồng làm bonsai này, làm cây cảnh này các bác này. Vừa lấy lá uống nước các bác nhé. Đó, những cây trà rất là khủng luôn các bác ơi. Đây, những cây trà khủng này. Đấy, rất là to các bác nhé. Đây là... Các bác sưu tầm thì các bác gọi điện trực tiếp cho em các bác nhé. Em sẽ lên một cái video ngắn. Đó, anh chị các cô mình đặt hàng thì gọi điện trực tiếp cho em ạ. Em gái sẽ Zalo cho từng giò các bác nhé. Đấy, ngoài ra những cây giấy này, đẹp chưa các bác ơi? Rất là đẹp nhá. Anh chị các cô mình đặt hàng thì gọi điện trực tiếp cho em theo số 0977842981 các bác nhé. Em xin cảm ơn các bác ạ.